năm hết Tết đến rồi, được thưởng có nhiêu đây thì biết mua con bánh gì sang năm dùng cho lộc lá nhở. Nhưng mà phải mỏng nhẹ dễ cơ động, mà mình đặc biệt là phải cần là bền, bi còn trâu nữa cơ. Eo ơi, có hơn chục triệu này thì khó nghĩ nhở. Mua bánh gì bây giờ? Phải thêm tầng này nữa em ơi. Ôi, em xin sếp ạ. Như thế này rồi thì còn lo gì nữa, múc ngay LG Gram thôi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Và như nãy thì mình cũng đang có nhu cầu là tìm kiếm một con laptop mỏng, nhẹ, bền, pin lại còn trâu nữa. Nhưng mà với cái mức giá khoảng độ tầm 10 triệu thì mình hơi khó có thể tìm được một em nào như thế. Nên là sếp mình đã ưu ái vứt thêm cho một cục tiền nữa để có thể lựa chọn thêm những cái sản phẩm tốt hơn. Và hiện tại bây giờ đang ở trên bàn mình thì có 3 mẫu phiên bản LG Gram mới nhất năm 2021 với các kích thước là 14 inch, 16 inch và 17 inch. Nói chung là đây thì là những cái sản phẩm mới vẫn chưa có hàng bán trên thực tế đâu, nhưng mà chúng mình thì đã được trải nghiệm một tuần nay rồi. Nên là ngay bây giờ thì đây cũng sẽ là cái nhân vật chính trong cái video ngày hôm nay, chiếc LG Gram 17 inch, và mình sẽ unbox luôn cho các bạn ngay sau đây. Và đó, như các bạn có thể thấy thì là vẫn cái cách đóng gói quen thuộc thôi, bao bì sản phẩm rất là nhẹ nhàng, nó chỉ là một cái chiếc hộp rất là tinh tế như thế này. Bên trong mọi thứ cũng đều rất là tinh tế và nhẹ nhàng, đúng với tên gọi, và là cái thứ mà làm nên tên tuổi cho LG, đó chính là cái gì mà mỏng, nhẹ, gọn, cơ động, nhẹ nhàng nhất dành cho tất cả mọi người. Hơn nữa là thực ra nếu như nói về dòng laptop mỏng nhẹ thì trên thị trường của chúng ta đã có rất rất nhiều những hãng sản xuất khác nhau rồi, cơ mà lại có một chút xíu xiu về cái phần mọi người chắc quên mất rằng là chúng ta không chỉ những là cơ động ra ngoài là chỉ mang nguyên cái laptop, mà chúng ta lại còn phải mang theo cả một cục sạc đi nữa. Nhưng mà các hãng thì vẫn đang thiết kế những cục sạc rất là to và nặng. Nhưng đối với cái LG Gram, các bạn có thể thấy này, nó nhìn rất là bé nhỏ thôi, không khác gì một cái cục sạc dự phòng mà các bạn hay mang theo để sạc điện thoại cả. Và đây thì cũng là đầu dây kết nối Type-C, cực kỳ tiện lợi luôn. Nói chung, một cái điểm cộng rất lớn đối với LG và luôn luôn xây dựng lên được thương hiệu cho họ, đó chính là mỏng nhẹ theo đúng như cái tên gọi LG Gram. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẫn có một quyển sách hướng dẫn như thế này. Thực chất thì cũng chỉ là giấy nhóm lò mà thôi, các bạn có thể quẳng đi nhá. Và xem còn gì nữa không nhỉ? Hết rồi. À, còn có một cái dây kết nối cắm sạc vào nguồn. Đây, đi kèm theo cái này. Vậy là trúng trơn rồi, không còn một cái gì nữa. Tất cả chắc chắn là đã được tích hợp trong chiếc LG Gram mà 17 inch, cái phiên bản mà mình đã có được một tuần trải nghiệm rồi, mà chỉ nhẹ này, khoảng độ tầm 1,3 cân mà thôi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đóng gói hộp cất đi để chuyển sang unbox và đánh giá review chi tiết cho em này, kể cả từ bên trong lẫn bên ngoài cho các bạn nhé. Tổng thể về kích thước năm nay thì sẽ có một chút thay đổi so với năm 2020. Thì với năm 2020 thì chúng ta sẽ có 3 cái kích thước chính là 14 inch, 15,6 inch và 17 inch. Thế nhưng mà năm nay thì nhà sản xuất cũng đã tăng cái kích thước của bạn 15,6 inch này lên làm tròn thành là 16 inch. Thực tế thì có thể là nghe con số tròn này sẽ đẹp hơn, rồi hai nữa cho bạn ấy đỡ lằng lọng với hai bạn còn lại. Thế nhưng mà thực tế các bạn ạ, khi mà trải nghiệm sử dụng thì đúng là chúng ta chỉ tăng có một chút kích thước thôi, nhưng mà về cái độ sướng khi mà sử dụng từ bàn phím cho đến màn hình ấy, nó sẽ khác biệt hơn rất là nhiều. Hai nữa là ở trên bàn mình đây thì đang có đủ ba cái màu phiên bản của LG Gram 2021, đó chính là màu trắng này, màu đen và màu mà mình cực kỳ thích ở đây, đó chính là màu nhôm xám. Về từ màu sắc này rồi cho đến cái thiết kế rất là vuông vức khỏe mạnh như thế này, nhưng mà ở đây tinh tế một cái, đó chính là vẫn được bo tròn tất cả các góc này, giúp các bạn an toàn hơn khi sử dụng, không bị xước tay bằng giống như những mẫu laptop khác khi mà thiết kế quá vuông thành sát cạnh. Và hơn nữa thì mình mới có chỉ trải nghiệm khoảng độ đấy một tuần em này thôi, kiểu trải nghiệm để test và gửi đến cho các bạn ấy. Thì mình cảm thấy là mình không muốn quay trở lại dùng PC nữa. Và lý do tại sao thì chắc là sẽ đi sâu hơn vào bên trong, anh em sẽ biết mình lại thích em này đến thế nào. Tuy là mỏng nhẹ thế nhưng mà LG Gram thì vẫn giữ cho mình những cái cổng kết nối thông dụng thay vì là cắt đi như một số hãng khác. Thì ở đây các bạn có thể thấy chúng ta vẫn có một cổng HDMI này, hai cổng USB Type-C, một jack cắm tai nghe 3.5mm, hai cổng USB 3.0 và một cổng micro SD. Khi mà hiện nay các cái chuẩn kết nối Type-C bắt đầu thay thế dần dần cho các chuẩn kết nối USB, nhưng mà ở đây LG Gram thì vẫn trang bị đủ cho chúng ta cả hai cái chuẩn kết nối này. Không biết là sang năm sau thì có loại bỏ hoàn toàn đi cổng kết nối USB không. Đấy, nhưng mà với bản thân mình thì mình rất thích một điều ở chiếc LG Gram này, đó chính là chúng ta sẽ không cần phải mua thêm bất kỳ một cái hub kết nối bên ngoài nào nữa. Nói chung là chỉ cần LG Gram là đủ. Đi tiếp vào phần bên trong thì đây các bạn có thể thấy
cái phần gõ phím này của chúng ta đã to hơn rất là nhiều. Và theo như mình sử dụng thì cái tình trạng là gõ dính phím ấy, nó sẽ không còn những cái phiên bản năm ngoái nữa. Hơn nữa là một cái điều đặc biệt là phần kê tay và trackpad này cực kỳ to và cực kỳ rộng luôn. Đây, như mình con gái đây, tay con gái này, nó có thòn lỏng bên trong. Nếu như các bạn con trai tay to hơn thì chắc chắn đây là một cái kích thước rất là vừa vặn để các bạn có thể sử dụng trong thời gian dài mà không hề lo bị mỏi tay luôn. Rồi cái phần đặc biệt nhất mà mình chắc chắn là không thể nào không nhắc tới, đó chính là phần trackpad to rộng mà nó mượt, siêu mượt luôn. Các bạn thao tác một ngón, hai ngón hay ba ngón thoải mái, rồi di chuột các thứ ở trong cái khu vực mà các bạn đang sử dụng không lo bị cấn như những cái trackpad của các cái con laptop khác luôn. Đây là một cái điều mà mình thực sự đam mê ở em này. Và một cái điều nữa về cái thiết kế to như thế này thì mình thích, đó chính là về cái phần bàn phím số ở phía bên này vẫn được giữ nguyên, không bị cắt bỏ. Bởi lẽ là với như bản thân mình hay là những chị, mình nghĩ rằng những chị em nào làm văn phòng hay phải làm báo cáo thống kê thường xuyên thì cái phần phím số như thế này rất là tiện lợi với chúng ta. Và cái này thì sẽ được giữ cả ở trên phiên bản 17 inch và cả phiên bản 16 inch như thế này các bạn nhé. Còn phiên bản 14 inch thì là phiên bản cắt giảm nhỏ gọn rồi, thế là chúng ta sẽ không còn cái bàn phím số này nữa. Còn một vấn đề nữa mà các bạn phải cực kỳ lưu tâm khi mà chúng ta đi mua những chiếc laptop, đó chính là tình trạng flex. Nếu như theo cảm nhận của mình trên chiếc LG Gram năm 2020 thì cái tình trạng ấy diễn ra còn khá là nhiều. Nhưng mà năm nay trên chiếc LG Gram 2021 này thì mình sẽ thử luôn cho các bạn xem nhé. Mình đang tác dụng lực bằng cả hai tay luôn. Tình trạng flex vẫn diễn ra nhưng mà nó xảy ra cực kỳ ít luôn. Nói chung là các bạn xem cái cảnh cận sẽ rõ này. Nói vì cơ bản là năm nay thì LG Gram đã thiết kế trang bị cho mình một cái khung ở bên dưới bằng kim loại vô cùng chắc chắn. Thế nên là mang đến cho chúng ta cái cảm giác gõ phím thích hơn, êm ái hơn, mượt mà hơn, sướng hơn rất là nhiều. Và đặc biệt thì ngoài cái phần là chúng ta đã được nâng cấp thay đổi về bản lề cũng như là cái bộ khung chắc chắn, thì năm nay LG Gram cũng đã trang bị cho mình một cái cấu hình đủ mạnh để các bạn có thể vừa làm việc cũng như là giải trí. Tổng thể bộ cấu hình này sẽ bao gồm có là i7-1165G7. Đây là con chip Tiger Lake 10 nanomet mới nhất đến từ nhà Intel. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ được trang bị một chiếc RAM 16GB cũng như là sử dụng card là Iris XL Graphics. Đương nhiên thì anh em sẽ vẫn được cài sẵn Win 10 bản quyền đi kèm. Đây là tổng thể về cái bộ cấu hình này thì sẽ mang lại cho chúng ta cái hiệu năng không thua kém những mẫu laptop gaming tầm trung. Cùng với đó là LG Gram được trang bị thêm một viên pin 80Wh cho thời gian sử dụng của anh em làm việc lên tới là 2 ngày. Đây là một viên pin cực kỳ khủng và mới mục đích các bạn chỉ sử dụng những cái tác vụ văn phòng bình thường, xem YouTube, lướt Facebook thôi. Thì mình nghĩ là cái thời gian này có lên tới được 3 ngày ấy. Và đây các bạn có thể thấy minh chứng rõ ràng trên chiếc LG Gram mà mình đang sử dụng này thì hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Nhưng mà với cái mức pin này thì có lẽ là cũng phải dùng được 2 đến 3 tiếng nữa mới sập nguồn cơ. Còn một điều nữa mà mình quên chưa chia sẻ với các bạn, đó chính là về chiếc màn hình siêu đỉnh của bạn LG Gram này. Đây là chiếc màn hình WQXGA với độ phân giải là 2560x1600 cùng với tỷ lệ màn hình ở đây là 1060. Nên là các bạn nào có cái nhu cầu Photoshop để edit video hay là chỉnh ảnh bằng Lightroom thì hoàn toàn có thể sử dụng được, bởi là hình ảnh ở đây hiển thị vô cùng sắc nét mà màu thì cũng xuất sắc luôn. Nên là túm gọn lại ở trong video này thì mình nghĩ rằng là nếu như bạn nào đang có nhu cầu tìm kiếm một chiếc laptop với các tiêu chí là nhỏ gọn, tiện lợi, bền bỉ và lại còn pin trâu nữa, đặc biệt là túi tiền cũng phải dùng dỉnh chút xíu xiu, thì LG Gram sẽ chính là cái sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Hơn nữa thì đây là những cái bản sample với những cái màu sắc khác nhau cũng như là kích thước từ 14 inch, 16 inch đến 17 inch có bạn, cho các bạn có thể thoải mái tùy ý lựa chọn theo nhu cầu của cá nhân mình nhé. Giá bán thì hiện nay chúng mình cũng chưa có vì đây là những cái sản phẩm mới chưa được chính thức công khai ra thị trường. Chúng mình cũng sẽ cố gắng update cập nhật nhanh nhất tới cho các bạn ở dưới phần mô tả cũng như là ở trên fanpage Hà Nội Computer hay là website của Hà Nội Computer nhé. Còn đến đây thì video của mình cũng đã kết thúc rồi. Các bạn có những cái ý kiến, đánh giá, bình luận hay là có những cái câu hỏi thắc mắc gì muốn hỏi chúng mình thì có thể comment ngay xuống phần bên dưới, cũng như là đã xem tới đây thì đừng ngần ngại để lại một like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho mình cũng như là team cố gắng phát triển hơn trong năm 2021. Còn bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.